Đám cưới ở Cần Thơ sẽ diễn ra như thế nào nè mấy bà? Đầu tiên vô thì cũng được ký tên đâu đó. Trời ơi, cái bàn dễ thương dễ sợ luôn á. Thật ra là cái lúc á mà anh chị tôi đi chụp hình cưới á là tôi có đu đeo đó mấy bà. Trời ơi, đi nguyên một ngày với ổng bả luôn á. Tôi quay clip lại nữa, xong cái điện thoại tôi bị hư mất dữ liệu hết trơn, không còn mấy cái clip đó. Mấy cái clip vui lắm luôn á, hậu trường rồi này nọ đó. Giờ thì thôi, quay cái clip này bù lại cho anh với chị tôi nha. Đợt đó là hứa đó, làm clip kỷ niệm lại cho anh với chị mà cuối cùng á là mất tiêu rồi, cho nên là bữa nay bù thôi. Đây là cái món đầu tiên, cái dĩa đồ nguội nè. Cô dâu ơi, chú rể đang làm lễ thì thôi tranh thủ ăn mấy cái món này nè mấy bà. Tính ra là tôi quay cũng được có mấy món đâu. Chồng tôi á thì ổng đang ở Quảng Ninh rồi. Đại diện gia đình á cho nên là ăn thêm phần của ông chồng nữa mấy bà. Đây á là cái món thứ hai nè, gỏi tôm cái gì đó. Nguyên cái menu á cũng 4-5 món gì đó mà tôi quay được tới món thứ ba này nè, là món gà với xôi là hết rồi nha. Chúc cho anh chị trăm năm hạnh phúc, sớm sanh thằng cu tí nha. Chúc á cho bà nào á xem được cái clip này á cũng vui vẻ luôn nha. Phút sau này là bắt đầu lên nhảy rồi mấy bà ơi.